Dạ rồi, thì đây con sẽ gửi bà con mỗi người một cái phiếu và bà con giữ. Trên cái quãng đường mà bà con đi bán mà gặp ai bán vé số hay là khó khăn gì đó mà muốn nhận gạo thì bà con cứ mời lại đây, con sẽ tiến hành con trao cái phiếu để gửi tới bà con luôn. Dạ rồi, dạ rồi. Cảm ơn con. Dạ 2 giờ chiều ngày mai nha bà con, tại công viên Đất Thánh Tây nha. Dạ. 2 giờ mới nha. Dạ, con gửi cô. Dạ. Dạ. Cái nhà thấy thì đa số. Dạ đây. Đa số là những hoàn cảnh bán vé số ở khu vực phường 1 này rất là đông, thành ra mình sẽ hỗ trợ cho bà con. Mình ai mình nhận phiếu rồi thì mình đừng nhận nữa nghe. Dạ, mình nhường nhịn cho người chưa được. Dạ. Đi bán mà mấy cô có thấy ai bán vé số thì mời lại nhận con nha. Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Ngày mai là nhà hảo tâm là chị Mai ở bên Mỹ về. À, nhà chị ấy thì ở Đồng Nai nhưng mà biết bà con ở Vĩnh Long của mình khó khăn nhiều quá, thành ra là nguyên gia đình chị ấy sẽ bao xe từ Đồng Nai xuống Vĩnh Long để phát cho bà con vào ngày mai. Thì đây là tấm lòng của chị Mai gửi đến bà con. Thì hẹn bà con vào 2 giờ chiều ngày mai vào trong công viên Đất Thánh Tây để bà con nhận quà. Dạ rồi, bà con hiểu ý rồi phải không ạ? Dạ rồi, rồi. Dạ rồi. Dạ đây à, 2 giờ chiều ngày mai nha. Dạ. Dạ, mời chú Lộc lại em con đi, rồi con gửi. Rồi con gửi ngoại. Dạ, gửi cô. Dạ, con gửi cô. Dạ rồi. Rồi bà con biết chỗ rồi ha. Rồi con gửi ạ. Dạ rồi. Dạ, mình đi tới luôn con nha. Dạ. Dạ tới luôn con. Rồi con gửi cho bác Hải nha. Hên gặp lại bác cũng mừng. Tưởng đâu ai đâu mà đồn quá trời không biết nữa. Dạ. Đồn mất không à? Dạ, 2 giờ chiều ngày mai. Dạ. Vô công viên Đất Thánh Tây nha bà con. Dạ. Rồi mời bà con qua đây ạ. Vào ngày mai mời bà con lúc 2 giờ chiều vô trong công viên Đất Thánh Tây để mình nhận gạo. Dạ thì đây là cái phiếu nhận gạo nha. Rồi hẹn bà con vào ngày mai. Dạ rồi. Dạ gửi ạ. Dạ đúng rồi. Rồi bà con đi bán tiếp tục nha. Dạ. 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 Nè. Dạ. Rồi hẹn bà con 2 giờ chiều ngày mai vô công viên Đất Thánh Tây nha để nhận gạo. Dạ đây ạ. Dạ đây 8. Dạ. Phật đạo. Đây ngoại. Dạ. Từ từ đây em kiểm soát. Rồi ngoại đi đi ngoại, ngoại đi đi ngoại. Rồi mời bà con đứng bên đây em con. Đứng. Bà con đứng bên đây em con đợi con cái. Dạ đây. Rồi mình đi đi ngoại, hai ngoại đi trước nha. Rồi bà con đứng bên đây con. Ở Mỹ về ở Đồng Nai, rồi Đồng Nai người ta xuống đây để phát cho bà con. Thì vào ngày mai hẹn bà con lúc 2 giờ chiều vào trong công viên Đất Thánh Tây. Dạ. Rồi bà con biết địa điểm rồi phải không ạ? À? Dạ. Rồi con gửi bà con nha. Dạ. Dạ. Dạ Đất Thánh Tây 2 giờ. Dạ đây ạ. À. Dạ không được, gặp mặt con mới gửi được. Dạ. À, dạ chị Mai. Dạ cảm ơn chị Mai có tiền gửi về cho chú Nghị nha chị Mai. Rồi. Dạ. Cảm ơn. 2 giờ hả con? Dạ 2 giờ, 2 giờ. Công viên đó hả? Dạ công viên đó anh Tây nha. Rồi chào bà con. Dạ. 2 giờ chiều ngày mai nha bà con. Dạ. Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2022. Hiện tại bây giờ là khoảng là hơn 8 giờ sáng rồi cả nhà. Bữa nay là thứ bảy ở tại Việt Nam. Trong buổi sáng ngày hôm nay mình sẽ cùng mời cả nhà ha cùng cảm nhận chung với mình về một cái khung cảnh mà mình sẽ phát phiếu nhận quà, nhận gạo cho bà con khó khăn ở tại Vĩnh Long vào ngày mai. Thì bữa nay mình sẽ mời cả nhà cùng cảm nhận cái buổi phát phiếu của mình như thế nào ra sao ha. Dạ rồi thì đây là số lượng là 600 phiếu, tương đương với 600 cái cạc bullshit của mình nè. Đó, để cho gửi đến cho bà con có thể cầm để nhận vào ngày mai. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ha, đi đến cái chỗ mà phát phiếu, gửi đến cho bà con là ở dưới phường 1 nha cả nhà. Hiện tại thì mình và cả nhà cũng đang ở trên đoạn đường Lê Lai phường 1 ha. Thì chúng ta sẽ cùng nhau để đi đến cái chỗ mà phát thuận tiện nhất về những cái phiếu nhận gạo
cho bà con khó khăn ở tại khu vực phường 1. Nói chung thì nó ngay chợ đó cả nhà, nhưng mà mình lựa cái khúc mà ven ven ở ngoài một tí là ngay chỗ bến phà An Bình đó, thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Tại vì do là nếu mà đứng sát ở chợ phường 1 quá thì nó sẽ rất là đông, còn mà mình gửi đến cho bà con á, tại sao mình lại lựa địa điểm ở dưới này? Tại vì địa điểm ở dưới này á là có thể nói là bà con khó khăn bán đông nhất vào mỗi buổi sáng ở tại thành phố Vĩnh Long đó. Thành ra là mình sẽ tập trung gửi cho bà con ở khu vực ở đây. Mình đang cùng cả nhà đi trên đoạn đường này là đoạn đường ở Tô Thị Huỳnh nha. Rồi chúng ta qua đoạn đường này là đoạn đường Phan Bội Châu nè. Mình sẽ tiến hành, mình trao những cái phiếu mời bà con lại nhận gạo vào ngày mai. Tại vì đáng lẽ thì mình sẽ thường thường thì cả nhà thấy là nếu mà mình phát ít ít á, thì mình sẽ không có mời bà con. Nhưng mà do cái số lượng mà nhà hảo tâm lần này á, nhận á, khá là đông, thành ra lần này là mình quyết định mình sẽ gửi phiếu và mình tìm một cái chỗ mát mát cái đó. Cái nhà đợi mình chút nha. Dạ rồi, chào bà con. Bà con cứ đứng đây đi rồi cái nhà xem nè. Hiện tại thì bà con đang đi lại nè. Dạ trời ơi, bữa nay hé tròn ra rồi, nhìn không ra luôn. Dạ rồi, rồi bà con đứng bên đây nha, để con chia sẻ luôn. Là vào ngày mai lúc 2 giờ chiều con sẽ tiến hành con trao tấm lòng của chị Mai ở bên Mỹ. Nhưng mà chị ấy sẽ từ Đồng Nai cùng gia đình của mình từ Đồng Nai để bắt xe xuống để trao cho bà con luôn. Đó, bởi thành ra là ngày mai á, bà con lúc mà nhận á, thì mình nói chung là mình cũng chịu khó mình sắp hàng nhường nhịn nhau nha, để cho nhà hảo tâm người ta thấy là mình có trật tự á bà con. Dạ, thì đây là những cái phiếu. Nói chung là ngày mai con sẽ tiến hành con trao tới 707 túi gạo. À, thành ra là con gửi đến bà con sẽ rất là dễ dàng vào ngày mai thôi. Thành ra bà con là hôm nay là bà con nhận phiếu. Sau đó 2 giờ chiều ngày mai bà con vô công viên Đất Thánh Tây. Ha. Dạ, là 2 giờ chiều ngày mai bà con vô công viên Đất Thánh Tây, bà con đem cái phiếu này và tiến hành nhận gạo giúp con với tấm lòng của nhà hảo tâm là chị Mai ở bên Mỹ, mà chị ấy thì về Việt Nam ha. Dạ rồi, thì đây con sẽ gửi bà con mỗi người một cái phiếu và bà con giữ. Trên cái quãng đường mà bà con đi bán mà gặp ai bán vé số hay là khó khăn gì đó mà muốn nhận gạo thì bà con cứ mời lại đây, con sẽ tiến hành con trao cái phiếu để gửi tới bà con luôn. Dạ rồi, dạ rồi. Cảm ơn con. Dạ, 2 giờ chiều ngày mai nha bà con, tại công viên Đất Thánh Tây nha. Dạ, 2 giờ mới nha. Dạ, con gửi cô. Dạ, dạ. Cái nhà thấy thì đa số dạ đây. Đa số là những hoàn cảnh bán vé số ở khu vực phường 1 này rất là đông, thành ra mình sẽ hỗ trợ cho bà con. Mình ai mình nhận phiếu rồi thì mình đừng nhận nữa nghe. Dạ, mình nhường nhịn cho người chưa được. Dạ, đi bán mà mấy cô có thấy ai bán vé số thì mời lại nhận con nha. Dạ, dạ rồi. Cảm ơn. Dạ, dạ, dạ đây ạ. Dạ. Thông cảm, con gặp mặt con mới gửi được. Hai giờ ngày bơi. Dạ rồi. À, cái nhà xem nè, bà con sau khi mà đã nhận phiếu thì bà con tiến hành đi bán. Tại vì trong buổi sáng á, thường thường á là cái khoảng thời gian vàng để bà con bán được vé số. Dạ. Rồi bà con giữ nha. Dạ không được, gặp mặt không mới gửi được. Dạ. Dạ rồi. Thì cả nhà thấy là mình phát tới 12 cọc như vài lần, thành ra là cả nhà yên tâm. Dạ, này mới lần thứ hai thôi. Ngoại đợi con sáng giờ hay gì vậy? Ngồi giờ mấy cô đặng á, nói chú Lợi kìa. Dạ. Chú Trướng kêu tôi đi, nói đừng đi. Dạ, rồi ngày mai con mời ngoại 2 giờ chiều vô trong công viên Đất Thánh Tây á. 2 giờ chiều ơi. 2 giờ mai, rồi ngoại vô nhận quà nha. Dạ. Dạ rồi, rồi thôi con chào ngoại. Dạ, về nghỉ ngơi đi ngoại. Dạ. Dạ đây đây ạ. À. Dạ 2 giờ chiều ngày mai vô công viên Đất Thánh Tây. Lâu quá mới gặp chú. Dạ ngoại. Lâu quá. Rồi thôi giờ nghỉ ngơi đi ngoại, ngày mai vô nhận quà ha. Dạ.
Nè chị giao giúp em đi. Rồi. Dạ đây. Cái gì vậy? Cái này thì con không biết của ai phát nữa nè. Phiếu lãnh gạo công ty Quỳnh Phát. Nói chung mình cũng không biết nữa. Cái phiếu này của ai á? Dạ. Rồi con gửi mấy ngoại nha. 2 giờ chiều ngày mai vô công viên Đất Khánh Tây. Mình nhận quà của nhà hảo tâm ở Mỹ gửi về. Ủa tao ngoài bị gì á? Tao không có tao ngoài bị gì á. Sao vậy? Sao mày bị phỏng vậy? Dạ cảm ơn chú, cảm ơn cô. Trời ơi. Dạ 2 giờ chiều ngày mai vô công viên Đất Khánh Tây là nhận quà. Cái phiếu này của con. 2 giờ chiều ngày mai. Dạ. Dạ đây, chú Sơn. Dạ 2 giờ chiều ngày mai nha. Không, nhưng mà ngày mai là phải ngoại tới đi em con nha. Dạ rồi. Dạ rồi. 2 giờ chiều ngày mai vô công viên Đất Khánh Tây nha. Dạ, thông cảm với con. Dạ. Đây chị, sáng ăn bánh mì nước tương hả? Bởi vậy khó khăn quá trời mà. Dạ, 2 giờ chiều ngày mai à. Dạ. Dạ rồi, thôi con chào ngoại. Dạ đây ngoại, 2 giờ chiều ngày mai ha, cô vô công viên Đất Khánh Tây. 2 giờ chiều. Dạ. Nãy con phát con này rồi á. Ờ, xin chụp dòng nhỏ con gái bà mình. Bà xin chụp nhỏ con gái bà. Nè chị, 2 giờ chiều ngày mai á, công viên Đất Khánh Tây. Con gái bà ở riêng. Nãy có đợi để chụp hình. Hai. Không ra đứng. Dạ. Yeah. Hồi mày nói chuyện cái đá nó đậu đây đó. À. Đây ngoại sinh ơi, 2 giờ chiều ngày mai vô công viên Đất Khánh Tây giùm con nha. Dạ. Bé hai nó bỏ số. Ngày 2 giờ chiều ngày mai nghe. Chứ không phải chiều 2 giờ chiều nay đâu, xuống vô đi. 2 giờ chiều ngày mai. Dạ, chú vô công viên Đất Khánh Tây ha. Đâu công viên Đất Khánh Tây á. 2 giờ chiều ngày mai. Ngày mai nha. Rồi. Rồi xong đi chị. Dạ rồi. Rồi, ngày mai gặp. Thông cảm con, mời ra đấy, mời ra đấy. Không phải nó bẩm sinh nó khùng. Không. Đợi cờ chú không cho bọc túi gạo con đó. Con biết rồi. Mà con nói ấy thì mời. Về rồi mẹ nó mời lẫn chú mình. Không, mời ra đây, mời ra đây. Mẹ rồi đâu có dạ. Ngày mai Đất Khánh Tây nha. Mời ra con mới gửi được. Nghe, thông cảm. Giờ cô điện đi, cô điện con cháu gì ra nha. Rồi, dạ rồi. Đây chị, 2 giờ chiều ngày 2 giờ chiều ngày mai ở Đất Khánh Tây nha. Ngày mai nha. Được không anh? Em chỉ cho một người lãnh giùm một người thôi. Chị lãnh giùm ngày mai đi cho đó. Dạ thì hai chị cứ sắp xếp sao đi. Em không. Trời ơi ngoại mấy ngày lâu quá con mới gặp ngoại. Cảm ơn chúng em, đau quá. 2 giờ chiều ngày mai ngoại vô công viên nha. Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn. Dạ, rồi thôi về nghỉ ngơi đi ngoại. 2 giờ chiều ngày mai. Đất Khánh Tây á. Đất Khánh Tây nha. 2 giờ chiều Đất Khánh Tây ngày mai. Con Tuyền. Chú Tây để bà con đứng một bên đây nè chú Tây. Để mình gửi. Dạ. Rồi gửi đi chú Tây. 2 giờ chiều ngày mai bên công viên Đất Khánh Tây nha chị. Ngày mai á. Đất Khánh Tây nha. Dạ. 2 giờ chiều ngày mai. Mai. Dạ đây chị. 2 giờ chiều ngày mai nha. Dạ. 2 giờ. Mai. Thì con đợi mà, con còn nhiều lắm. Con đợi. Dạ rồi, mời bà con. 2 giờ chiều ngày mai mời chị qua công viên Đất Khánh Tây nhận gạo nha. Ngày mai nha. Dạ. Con đợi bà con cứ từ từ thôi. Con còn nhiều lắm. Dạ. 2 giờ chiều ngày mai Đất Khánh Tây á. Dạ. Hôm bữa con hỗ trợ cho ngoại rồi. 2 giờ chiều ngày mai ở Đất Khánh Tây. Rồi ngoại về nghỉ ngơi đi. Mình san sẻ nha chứ. Nãy cô nhận chưa? Dạ rồi. Rồi rồi mình đi bán nha. Rồi ngoại. 2 giờ chiều ngày mai ngoại qua công viên Đất Khánh Tây nha. Dạ rồi. Ngày mai qua Đất Khánh Tây á.
Dạ rồi, mời bà con qua đây để con nhìn mặt con mới gửi được, để tránh cái tình trạng mà nhận nhiều nha. Rồi, mình chia sẻ nhau. Rồi, chia sẻ cho bà con luôn, đây là phần quà của chị Mai ở bên Mỹ. Nhà hảo tâm ngày mai sẽ từ Đồng Nai đi nguyên gia đình xuống để phát cho bà con. Đó, thì lúc mà 2 giờ chiều ngày mai ở trong công viên đó anh Tây. Đó, thì đây là cái phiếu ha. Dạ, gửi bà con. Rồi, để từ từ, bình tĩnh, nhẹ nhàng, bình tĩnh. Rồi, đi về đi con. Rồi, bà con sắp một hàng bên đây thôi, để con xem, để con gửi. Dạ. Dạ. Rồi, mình nhận rồi, đi về đi con, nha. Dạ. 2 giờ chiều ngày mai, công viên đất Thanh Tây. Dạ rồi. Công viên đất Thanh Tây. Trong công viên. Ra đây đại ca. Đây. Rồi rồi, được rồi. Còn nhóc. Để người ta đứng bên đây thôi chú Tây, để mình dễ nhìn. Dạ, mời bà con bên đây à. Dạ. Không được. Không thông cảm gì mà em phải gặp mặt em mới gửi được. Dạ. Rồi. Rồi mời bà con qua đây để con nói luôn cái để cho bà con nghe hiểu ha. Dạ. Dạ con mời bà con qua đây à. Nhớ chụp nha. Đông đông thì cứ chụp lại. Rồi chứ. Rồi bà con nghe con nói ha. Ngày mai là nhà hảo tâm là chị Mai ở bên Mỹ về. À, nhà chị ấy thì ở Đồng Nai nhưng mà biết bà con ở Vĩnh Long của mình khó khăn nhiều quá. Thành ra là nguyên gia đình chị ấy sẽ bao xe từ Đồng Nai xuống Vĩnh Long để phát cho bà con vào ngày mai. Thì đây là tấm lòng của chị Mai gửi đến bà con. Thì hẹn bà con vào 2 giờ chiều ngày mai vào trong công viên đất Thánh Tây để bà con nhận quà. Dạ rồi, bà con hiểu ý rồi phải không ạ? Dạ rồi, rồi. Dạ rồi. Dạ đây à, 2 giờ chiều ngày mai nha. Dạ. Dạ, mời chú Lộc lại em con đi, rồi con gửi. Rồi con gửi ngoại. Dạ, gửi cô. Dạ, con gửi cô. Dạ rồi. À chị, có chưa? Chị một chân hả? Rồi chị đâu rồi? À, thôi chị ở chung chị đó thì chị gửi luôn. Đây ngoại. Ôi trời ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Kêu nó lại đây giùm con. Dạ. Nè con. 2 giờ chiều ngày mai vô công viên đất Khánh Tây giùm con. Hồi nãy con gửi ngoài rồi mà nha. Dạ không không. Dạ. Cảm ơn cô Minh. Rồi, chia sẻ bà con nha. 2 giờ chiều ngày mai vô công viên đất Khánh Tây. Anh có rồi ha. Dạ. Bây giờ không. Dạ không được, không được. 2 giờ, 2 giờ ngày mai. 2 giờ chiều hả? Vô công viên đất Khánh Tây giùm con. 2 giờ chiều hả? Cho 13 thôi. Rồi mời bà con qua đây để con gửi luôn một lượt. Dạ. Con về mấy bữa nay rồi? Dạ. Chú Hải hả? Ủa sao bữa ai đột chú mất Covid? Có chú có mất không? Mà lúc đó chú bệnh hả? Bệnh nhờ cho được cái mấy vị thuốc của nước ngoài đó. Dạ. Rồi tỉnh lại luôn. Dạ. Trời ơi vậy cũng mừng quá rồi. Trời chia sẻ cho bà con ha. Trời. Dạ mời bà con qua đây. Mời bà con qua đây. Dạ, mời bà con qua đây để con gửi một hướng thôi. Không có xe lăn. Bây giờ chia sẻ với bà con ha. Đây là cái phần quà của nhà hảo tâm, hẹn bà con 2 giờ chiều ngày mai vô công viên đất Khánh Tây để nhận quà ha. Rồi bà con biết chỗ rồi ha. Rồi con gửi ạ. Dạ rồi. Dạ, mình đi tới luôn con nha. Dạ. Dạ tới luôn con. Rồi con gửi cho bác Hải nha. Thôi gặp lại bác cũng mừng. Tưởng đâu ai đâu mà đồn quá trời không biết nữa. Dạ. Đồn mất không à? Dạ, 2 giờ chiều ngày mai. Dạ. Vô công viên đất Khánh Tây nha bà con. Dạ. Rồi mời bà con qua đây ạ. À. Bà con cứ đứng một bên một hàng thôi để cho con gửi. Rồi. Em chỉ giải quyết với người xe lăn được, đừng có sợ lộn xộn vô đây. Rồi bà con đợi con vài người nữa rồi con gửi luôn lượt nè. Để con nói luôn để cho cái chỗ mà cho bà con biết mà nhận. Rồi rồi rồi. Dạ qua đây. Chú qua đây. Rồi dạ, nhận phiếu vô đây. Số 10. Chú nhận gạo không? Rồi, chia sẻ cho bà con nha. Hôm nay là ngày mai là hẹn bà con 2 giờ chiều vào công viên đất Khánh Tây ha. Dạ đây,
phần quà của nhà hảo tâm con gửi ngoại. Rồi mai 2 giờ chiều mình cầm cái phiếu này mình vô công viên nhận con nha. 2 giờ chiều hả? Dạ 2 giờ chiều. Dạ đây. Dạ ngoại. Cảm ơn nha con. Dạ. Phiếu nhận được không? Thì giờ nhận phiếu giùm em đi. Rồi. Ngày mai. Dạ. Mai 2 giờ. Rồi mời bà con đứng đây à. Rồi đi bán đi chị. Dạ có rồi đó con này. Dạ. Nè. 2 giờ chiều ngày mai vô công viên đó Thánh Tây nha. Rồi mời bà con qua đây con. Chị đi bán đi, đi bán thì để em khỏi kiểm soát nữa. Dạ. Rồi mời bà con qua đây. Dạ bà con cứ qua đây. Con còn nhiều lắm bà con yên tâm. Đợi 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 lại đông đông cái rồi con chia sẻ luôn. Dạ. Rồi chia sẻ với bà con ha. Vào ngày mai mời bà con lúc 2 giờ chiều vô trong công viên đất Thánh Tây để mình nhận gạo. Dạ thì đây là cái phiếu nhận gạo nha. Rồi hẹn bà con vào ngày mai. Dạ rồi. Dạ gửi à. Dạ đúng rồi. Rồi bà con đi bán tiếp tục nha. Dạ. Mời ngài mình. Dạ. Dạ. Nè. Dạ. Rồi hẹn bà con 2 giờ chiều ngày mai vô công viên đất Thánh Tây nha để nhận gạo. Dạ đây ạ. Dạ đây 8. Dạ. Phật đạo. Đây ngoại. Dạ. Từ 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 đây em kiểm soát. Rồi ngoại đi đi ngoại, ngoại đi đi ngoại. Rồi mời bà con đứng bên đây em con. Đứng. Bà con đứng bên đây em con đợi con cái. Dạ đây. Rồi mình đi ra ngoại, hai ngoại đi trước nha. Rồi bà con đứng bên đây em con. Đi ra bước ra ngoài vô. Rồi rồi chị tư ra đây con. Rồi chia sẻ cho bà con nha. Dạ rồi rồi con biết rồi. Chia sẻ cho bà con ngày mai lúc 2 giờ chiều mời bà con vô công viên đất Thánh Tây để mình nhận gạo ha. Dạ rồi thì đây là những cái phiếu gạo. Rồi cảm ơn. Dạ rồi. Cảm ơn Minh nha. Rồi gửi bà con nha. Dạ. Rồi. Dạ cứ từ từ cứ từ từ cứ từ từ. Dạ đây. Nãy chưa nhận ha. Dạ rồi. Rồi mời bà con lên đây ạ. Dạ rồi chào bà con. Hẹn mai gặp. Dạ đúng ngoại. Dạ. Trời nuôi. Dạ. Ủa mới gãy sức khỏe mà như thế nào còn phải cạo đầu rồi. À giá cho qua dịch ha. Dạ. Dạ rồi rồi mai gặp lại ngoài ha. Dạ để nhận quà. Rồi rồi chú tay mời qua đây hết con đi. Qua đây qua đây. Dạ qua đây hết. Dạ. Rồi thôi về nghỉ ngơi cho mày. Nãy qua nhận phiếu rồi ha. Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi. Rồi chia sẻ với. Dạ không không, em đang làm việc chị. Chị bán đi. Con có hiếu rồi không? Rồi rồi đi. Con đi tới đi. Từ từ, xe không thắng. Thắng không ăn. Rồi bà con cứ đứng bên đây đi để con chia sẻ một lượt luôn. Dạ. Dạ vô đi ạ. À. Dạ dạ được được. Rồi chia sẻ với bà con nha. Cứ từ từ thôi, phiếu còn nhiều lắm, không có thiếu đâu. Con không bỏ mặc ai đâu. Rồi chia sẻ với bà con. Vào ngày mai. Bà con nghe con nói nè. Bà con nghe con nói. Chú này nãy con đưa rồi nha. Rồi. Rồi. Con còn nhiều lắm bà con yên tâm. Rồi từ từ rồi con chia sẻ cho bà con nha. Đây là tấm lòng của nhà hảo tâm. Một nhà hảo tâm từ ngày mai là nguyên cái gia đình người ta ở Mỹ về ở Đồng Nai, rồi Đồng Nai người ta xuống đây để phát cho bà con. Thì vào ngày mai hẹn bà con lúc 2 giờ chiều vào trong công viên đất Thánh Tây. Dạ. Rồi bà con biết địa điểm rồi phải không ạ? Dạ. Rồi con gửi bà con nha. Dạ. Dạ. Trời ơi bà nội.
Tây 2 giờ. Dạ tới thanh tây 2 giờ. Dạ đây ạ. Dạ không được, gặp mặt con mới gửi được. Dạ. Cô gì anh Minh? À, dạ chị Mai. Dạ cảm ơn chị Mai có tiền gửi về cho chú nghe nha chị Mai. Rồi. Dạ. Cảm ơn. 2 giờ hả con? Dạ 2 giờ, 2 giờ. Công viên đó hả? Dạ công viên đó anh Tây nha. Rồi chào bà con. Dạ. 2 giờ chiều ngày mai nha bà con. Dạ. Nãy chú có rồi mà. Có rồi. Rồi rồi rồi. Chở chị Út này. À dạ. Rồi hẹn bà con 2 giờ chiều ngày mai nha. Dạ rồi. Đơn giản thôi. Đây ngoại 2 giờ chiều ngày mai vô công viên đó anh Tây ha. Rồi mời bà con sắp hàng qua anh đây một hàng, ai mà chưa nhận. Dạ, dạ qua đây ạ. Dạ, dạ, gửi gì đi. Rồi, rồi, mời bà con lên đây. Rồi, từ từ, để con gửi luôn được. Rồi, bà con cứ đứng đây đi, rồi con chia sẻ luôn về cái chỗ nhận. Dạ, ngoại. Rồi, chia sẻ cho bà con. Dạ, dạ, đứng đây ạ. Rồi chia sẻ với bà con ha. Vào ngày mai lúc 2 giờ chiều mời bà con vô công viên đất Thánh Tây để mình nhận quà ha. Rồi, chờ đây ạ. À. Cảm ơn anh. 2 giờ chiều. 2 giờ chiều dạ. 2 giờ này ha. Được không? Đây con gửi ngoại. Chờ đây. Dạ không không được. Rồi từ từ bà con. Bà con đứng qua đây. Anh xuống xuống xe vô đây động em. Ngày mai, ngày mai. Rồi rồi rồi. Rồi bà con đứng đây, bà con đứng đây đợi con chút. Đi đi anh. Để cho giảng. Rồi qua đây, dạ qua đây, bà con qua đây. Bà con đứng chỗ mát nè. Rồi bà con đứng một bên thôi để con kiểm soát phải không? Để hạn chế tiền trò tình trạng cái người mà nhận rồi thì nhận nữa. Rồi ok. Rồi chia sẻ cho bà con ha. Vào ngày mai lúc 2 giờ chiều mời bà con vô công viên đất Thánh Tây để mình nhận gạo. Dạ thì đây là cái phiếu nhận gạo ha. Dạ rồi. Rồi gửi bà con nha. Dạ đây ạ. Dạ rồi. Dạ đây ạ. Công viên cây xanh đó con. Dạ đúng rồi, công viên cây xanh đó, công viên đất Thánh Tây á. Dạ 2 giờ chiều ngày mai. Ngày mai. Dạ rồi. Dạ không được, con phải gặp mặt con mới gửi được cô ha. Anh muốn nhận hả? Đây, 2 giờ chiều ngày mai đất Thánh Tây, ngày mai. Dạ đây đây đây, em mời ra đây để em nói luôn một lượt để cho nó dễ ha. Để em kiểm soát cái người mà nhận á, để em nhìn để em biết. Rồi mời bà con qua đây. Mời mời bà con qua đây, qua đây. Dạ qua đây ạ. À. Dạ rồi. Nãy con nhận rồi phải không? Chưa hai rồi, con đứng đây em con. Rồi chia sẻ cho bà con luôn. Mua số luôn hả? Trời ơi, mua xong đi rồi con nói. Ủa đứng đâu đấy? Dạ đứng đâu cũng được, đứng ít mà không sao, con giải quyết lẹ lắm. Dạ. Đó, vẫn có bà con đang lại rất là nhiều cả nhà. Rồi mời bà con qua đây hết đi để con chia sẻ luôn một lượt nha. Anh chạy ra đậu xe lên đó đi rồi anh đi vô đây em. Nãy chị có phiếu chưa? Rồi mình vô đây ạ. Dạ ngoại. Cứ từ từ thôi ngoại, đi từ từ thôi. Bà con cứ vô đây để con hỗ trợ một lượt một. Dạ rồi. Rồi rồi rồi. Rồi. Rồi bây giờ bà con nghe không nè. Bà con nghe không? Bà con bây giờ bà con nghe không nè. Ngày mai mình sẽ nhận được cái phần quà của chị Mai ở bên Mỹ về Việt Nam. Là chị ấy là nhà ở Đồng Nai nhưng mà chị ấy là muốn gửi đến cho bà con khó khăn ở Vĩnh Long đó, thông qua con. Thành ra là hôm nay con sẽ mời bà con vào 2 giờ chiều ngày mai vô công viên đất Thánh Tây để mình sẽ nhận gạo ha. Rồi thì bà con nãy giờ tại vì con, tại sao con lại mời bà con về để con kiểm soát cái người mà nãy giờ mà đã nhận rồi thì con sẽ mời chia sẻ cho người khác ha. Dạ rồi, rồi bây giờ con mời xong rồi mình đi này ra luôn con nha. Dạ rồi. Rồi bà con biết thời gian rồi đúng không ạ? À? Dạ. Dạ đi ra này ra con luôn để như vậy nó không có bị kẹt. Bà con yên tâm con còn nhiều phiếu lắm. Dạ 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 dạ. Đây ngoài ngoài ngoài. Thôi từ 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 từ. Trước cho bà đi. Đây đây con gửi ngoài. Dạ. Rồi hẹn bà con 2 giờ chiều ngày mai. Bà con yên tâm không có thiếu đâu, mình đừng có giành giật. Dạ đây ạ. À. Dạ tới luôn.
Rồi đi luôn đại ca. Dạ cảm ơn. Dạ. Để con phái từ từ về thì con mới kiểm soát được cái người nhận. Dạ. Gửi ngoại. Rồi thì không có thì ra đây đi. Dạ đây. Chị Thu phiếu luôn đi. Chị phiếu rồi, chị đưa chị Thu giùm em. Rồi bà con mời lên đây ạ. À. Nãy giờ ai chưa nhận phiếu con mời lên đây ạ. À. Đó, cái nhà xem nè. Hiện tại thì bà con rồi mời bà con lên đây. Rồi, rồi đứng yên đó đợi em con chút. Dạ, dạ rồi rồi. Rồi rồi ngồi ngoài ngồi đi. Rồi chia sẻ với bà con luôn. Chú nãy mình nhận rồi mình đi đi chú. Nãy chú nhận rồi mà. Chú đi chỗ khác con đi để cho bà con đây nhận nó không có bị đông. Rồi rồi chia sẻ với bà con nha. Vào lúc 2 giờ chiều ngày mai con mời bà con vô công viên đất Khánh Tây cho mình nhận quà ha. Dạ rồi. Dạ đi đường này ra con luôn. Dạ dạ đi đường này ra luôn nha bà con để không có bị kẹt lại. Dạ. Dạ đây ạ. À. Rồi đi đường này luôn cô, 2 giờ chiều ngày mai vô công viên đất Khánh Tây nha. Hai đợt là không có rồi chứ. Dạ đây. Rồi. Con bán số hả? Rồi là thôi đi bán đi. Ừ. Rồi chứ đi. 2 giờ chiều mai hả? Dạ 2 chiều mai. Chạy mệt quá. Dạ cứ đi từ từ thôi con đợi. Dạ. 2 giờ chiều mai là công viên đất Khánh Tây. Dạ đúng, dạ đúng. Rồi, dạ cảm ơn. Dạ. Rồi rồi. Rồi rồi, đợi đợi con cái. Đợi vài người nữa rồi con gửi luôn lượt để con chia sẻ về cái địa điểm nhận luôn. Chạy 2 giờ. 2 giờ. Rồi, bà con vài người tới đây thì con gửi luôn. Ủa, ngày mai 2 giờ lạnh rồi. Dạ đúng. 2 giờ lạnh ở đâu con? Dạ. Công viên đất Khánh Tây. Công viên đất Khánh Tây. Rồi chị. Dạ, có đi lúc đó sao không sao kịp. Bây giờ nãy chị nhận chưa? Chưa. Chưa thì em mời chị vô. Dạ. Rồi bà con cứ vô đây đi để con gửi một lượt. Cứ nhận giờ má luôn được không? Dạ không được, con phải gặp mặt con mới gửi được. Dạ tại tại vì á, tại vì bà con ta cũng công sức người ta ra người ta đợi. Rồi. Mời hỏi đây cho phiếu không? Rồi anh đứng đó đi rồi anh nghe người ta nè. Rồi bà con nghe con nói nha. Vào ngày mai lúc 2 giờ chiều mời bà con vào trong công viên đất Khánh Tây để mình nhận quà. Rồi bà con hiểu ý con phải không ạ? À? Rồi bây giờ con sẽ gửi phiếu đây bà con đi hướng này ra ngoài em con luôn nha. Dạ rồi để mình không có bị kẹt. Dạ. Rồi gửi bà con. Dạ đi đường này ra em con luôn. Gửi chị. Dạ đi đường này ra em con luôn nha. Bà bán số nhà quá xin được không? Dạ không được, phải gặp mặt con mới gửi được. Dạ gửi bà con nha. Dạ. Dạ đây ạ. Dạ. Đi đi đường này luôn. Dạ không có phiếu à, không hết đâu, không hết đâu. Em đợi. Dạ, tại vì lần này cái bà con phát rất là đông. Đi đi đường này ra em con luôn. Dạ. Đi này ra em con luôn để không có bị kẹt nha bà con. 2 giờ chiều ngày mai đó tay. Mình sẽ có phiếu cho bà già. Dạ không được, em phải gặp mặt em mới gửi được. Dạ. Cảm ơn con ơi. 2 giờ chiều ngày mai công viên đất Khánh Tây nha bà con. Dạ. Có cái ông đông ngồi bên đó đó hay xin chào mình không mệt xem tháo cái xanh không? Cứ mời qua cho em nha. Mời bà con lên đây. Dạ. 2 giờ chiều ngày mai. Rồi tới luôn. Rồi chú bước vô đây luôn chú. Cái nhà thấy là số lượng bà con rất là đông luôn. Dạ. Rồi mình đi đi chú, đi đi chú. Mình nhận rồi thì mình di chuyển giúp con. Dạ, mời bà con vô đây ạ. À. Đậu xe, anh đậu xe đi rồi anh vô. Rồi, mời bà con ai chưa nhận phiếu vô đây con. Để con chia sẻ về cái địa điểm ngày mai mình nhận. Không, 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 em đang làm việc anh. Dạ, anh đi bán nha, anh đi bán. Rồi. Dạ, cảm ơn anh. Nãy giờ cô nhận chưa? Rồi, con mời cô đây ạ. Rồi, con mời cô vô ạ. Dạ, vô rồi. Dạ rồi, rồi chia sẻ cho bà con luôn ha. Vào ngày mai lúc 2 giờ chiều, mời bà con vô trong công viên đất Khánh Tây để nhận quà ha. Rồi, bà con nhận quà xong, bà con đi ra hướng này giùm con luôn nha. Dạ rồi. Dạ, đi hướng đó ra giùm con luôn. Dạ. 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 Ngày mai nha bà con. Dạ. Dạ. Rồi gửi bà con nha. Dạ. Dạ đây ạ. À. 2 giờ chiều ngày mai. Rồi con mời bà con lên đây ạ. À.
2 giờ chiều ngày mai đó cái tay. Dạ không không không. Cái bài đúng gậy. Không không được, con có con gửi rồi, con gửi rồi. Ra trước chúng nữa đó. Cái nhà thấy bà con vẫn đang dạ. Rồi con mời bà con lại đây ạ. Rồi cô dựng xe ngoài xích sắt vô đi con. Rồi vô đây, vô đây. Dạ mình đậu xe đạp ngang ngang này chỗ này đi con. Rồi vô đây. Rồi mời bà con đứng bên đây con để con chia sẻ về cái địa điểm nhận ha. Để cho mình dễ nhận. Rồi chia sẻ với bà con luôn ha. Rồi chia sẻ với bà con nghe con nói nha. Vào ngày mai lúc 2 giờ chiều mời bà con qua công viên Đất Thánh Tây để nhận quà. Rồi bà con biết chỗ rồi phải không ạ? À? Với thời gian rồi ha. Dạ rồi. Rồi mình đi đường này ra em con luôn. Dạ. Rồi mình đi đường này ra em con luôn để cho không bị kẹt xe nha. Dạ. Dạ, mình đi đường này ra em con luôn cô. Dạ. Dạ dạ con gửi. Dạ rồi. 2 giờ chiều ngày mai vô công viên Đất Thánh Tây giùm con. Dạ. Dạ rồi. Dạ, 2 chiều mai. Rồi rồi, em đứng đây em đợi tí. Dạ 2 giờ. 2 giờ chiều ngày mai. Về đi về Tám ơi. Về đi. Rồi anh vô đây mình đợi em tí. Dạ, con mời bác vô đây ạ. Rồi bà con đợi con tí, đợi hoàn cảnh lại rồi con hỗ trợ về cái địa điểm luôn nha. Rồi mời bà con lại đây, rồi con chào ngoại. Chào ngoại. Rồi. Chào ngoại, ngoại lại đây em con. Dạ, con mời cô lại đây ạ. Rồi chia sẻ với bà con luôn nha. Vào lúc ngày mai 2 giờ chiều, mời bà con vô công viên Đất Thánh Tây để nhận quà. Rồi bà con nhận phiếu xong bà con đi đường này ra giùm con luôn. Rồi. Dạ rồi. Dạ đi. Dạ gửi bà con nha. Dạ đi đi tới vậy. Dạ con gửi ngoại ạ. Rồi. Dạ con đi ngoài đi ngoài. Dạ. Dạ dạ nhớ chứ. Dạ. Dạ đây ạ. Dạ rồi mình đi bán tiếp con nha. Dạ. Dạ không được. À con nít con không gửi. Dạ. Dạ gửi chị. 2 giờ chiều ngày mai nha bà con. Dạ. Rồi tới luôn đi ạ. Dạ, chị bước vô đây luôn. 2 giờ chiều ngày mai vô công viên Đất Thánh Tây giùm em nha. Để mình nhận quà. Dạ. Dạ. Rồi qua đây đi anh. Rồi xe ai đây? 2 giờ chiều ngày mai vô công viên Đất Thánh Tây. 2 giờ chiều không? Rồi. Rồi xe ra đi anh. Dạ đây. Qua. 2 giờ chiều ngày mai Đất Thánh Tây. Được cho anh biết được không? Không không anh. Dạ rồi rồi. Mỗi người nhường nhịn nhau hết. Đây con gửi ngoại. Rồi mời bà con lại đây ạ. À. Dạ. 2 giờ chiều ngày mai ngoài vô công viên Đất Thánh Tây nha. Dạ 2 giờ chiều. 2 giờ chiều ngày mai. Rồi mời bà con lại đây ạ. À. Rồi bà con cứ lại đây để con hỗ trợ cho. À, cả nhà thấy thì đối với số lượng bà con mà mấy trăm người thì rất là đông luôn. Rồi không bình thường em vẫn cho, chị có nhận chưa? À vậy rồi mình về em đi, đừng đậu xe giữa lộ nha. Rồi chia sẻ với bà con luôn. Vào ngày mai lúc 2 giờ chiều mời bà con vô công viên Đất Thánh Tây để nhận quà giùm con ha. Dạ rồi, rồi mình đi ra đường này giùm con luôn. Dạ. Dạ rồi. Dạ, con gửi. Dạ, tới luôn đi ạ. Quay đầu xe qua đây rồi. Cái phiếu này 2 giờ lãnh ha. Dạ, 2 giờ mai ngoại. Đây con gửi ngoại nha. Lãnh đâu? 2 giờ chiều ngày mai. Ngoại biết công viên Đất Thánh Tây không? Biết công viên thành phố không? Không, đâu có đi trên đường đó không biết. Còn ngoại biết trường Hùng Vương không? Để mấy người đi người ta dẫn tôi đi. Dạ rồi, vậy không ai hỏi nha. Dạ rồi. Đây cô, 2 giờ chiều ngày mai nha. Vô công viên Đất Thánh Tây. Đây con gửi ngoại. Biết chỗ nhận chưa? Không biết chỗ nhận chưa? Ở đâu? Dạ công viên Đất Thánh Tây 2 giờ chiều. 2 giờ mai hả? 2 giờ ngày mai. Ngày mai. Nãy chú nhận chưa? Chưa. Đây con gửi. Dạ. Chỉ giải quyết có xe lăn với xe cộng đền vậy là mình cho nó đi sớm vậy thôi. Dạ. Nó bu vô đây chết. Đó, cả nhà thấy thì chú Tây là phải giải quyết vòng ngoài đối với những người mà xe lăn á, với những người mà chở đồ á thì phải giải quyết để cho đường không có bị tắc nghẽn á. Đông tới đi đông. Dạ đây đây, mời bà con lên đây. Đông đi tới giùm cái. Nãy nhận rồi phải không? Rồi. Chút lỏng mà đủ gì? Không phải, đúng rồi. Đúng rồi, mình đứng còn chi. 2 giờ chiều ngày mai cô vô công viên Đất Thánh Tây nha. Ừ, 2 giờ chiều dạ. Ngày mai nha. Mình đậu rồi nhiều người khác đậu nữa. Đúng rồi, chỉ cần một người đậu là người ta đậu theo thôi.
Dạ. Dạ rồi, đợi con cái. Rồi chị qua đây luôn đi ạ. Dạ rồi, dạ rồi. Rồi chia sẻ cho bà con nha. Ngày mai lúc 2 giờ chiều mời bà con vô công viên Đất Khánh Tây để nhận quà. Dạ rồi, con gửi. Mình cho tắm chị với bị. Dạ không được, phải gặp mặt mới gửi được. Ở đi bà ơi, nằm chỗ sao đi được. Nằm chỗ rồi như là em thua. Tại vì mình phải ưu tiên cho những người đi xa người ta lại nhận. Rồi mời bà con qua đây à. Dạ cứ đi từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ thôi, mình nhường nhịn nhau một chút. Dạ, cứ đợi con cái, đợi thêm vài người nữa, con hỗ trợ luôn. Cứ đi từ từ thôi. Dạ. Rồi chị nghe ta nói rồi xong rồi. Đặng biết cái địa điểm nhận. Dạ, qua đây để em nói cái địa điểm mình may mình nhận. Tay chống lên đi con, không có gấp, từ từ thôi, không có gấp. Con không gấp thì mấy cô cũng đừng gấp. Dạ rồi, rồi mời bà con qua đây. Chia sẻ với bà con luôn, ngày mai lúc 2 giờ chiều mời bà con vô công viên Đất Khánh Tây để mình nhận quà. Dạ, dạ rồi, rồi bà con biết chỗ rồi ha. Dạ, rồi gửi bà con. Dạ. 2 giờ chiều ngày mai Đất Khánh Tây. Qua đây rồi em chia sẻ luôn. Dạ cứ từ từ đi rồi em chia sẻ luôn. Rồi đợi đứng vô đó lên. Dạ vô. Dạ. Đạp xe đạp. Đó xin hả? Dựng xe nó. Rồi, nó luôn. Vậy rồi. Rồi đây nè, đây nè. Làm bướm mạnh chứ. Chị nhận rồi không? Rồi đậu sát cho đi con. Dạ. Rồi. Con mời bà con ở đây. Để bà con lại đông đông rồi con nói được kỳ cái chỗ mình nhận với thời gian nhận ha. Rồi, đứng đây luôn, mình nghe người ta nói rồi nghe đâu nghe đâu. Rồi chia sẻ với bà con luôn. Vào ngày mai lúc 2 giờ chiều mời bà con vô công viên Đất Khánh Tây để mình nhận quà. Rồi bà con biết thời gian với địa điểm rồi phải không ạ? À? Rồi con gửi bà con nha. Dạ. Rồi mình về giùm con nha. Dạ, dạ đi này ra con luôn. Dạ đúng, dạ đúng. Đi đường này ra con luôn. Dạ. Đi ra đường này ra em luôn. Dạ. Mấy giờ chú mình? Dạ 2 giờ. Dạ cảm ơn. 2 giờ chiều ngày mai, 2 chiều ngày mai nha. Rồi từ từ. Rồi, bà con đợi con cái. Anh đi ba muốn gặp không? Mẹ con đâu rồi, kêu mẹ vô nhận thôi. Rồi, rồi bà con à, bà con nghe con nói nè. Bà con mình nghe con nói, con phiếu còn đủ hết trơn cho bà con. Ngày mai lúc 2 giờ chiều mời bà con vô công viên Đất Khánh Tây để mình nhận quà. Bà con biết thời gian về địa điểm chưa? Biết rồi phải không ạ? À? Dạ rồi. Dạ đi đường này ra con luôn. Dạ đi này em con nha. Dạ đi đi qua đây em con để mình không có bị kẹt đường. Dạ rồi gửi bà con nha. Chị ra đây nè chị. Dạ ngoài. Dạ đi đường này em con từ 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 từ. Dạ rồi chở hai nhỏ về đi chị. Dạ anh lên cho thằng này phần đi. Ba nó nằm liệt giường á chú nãy nhận rồi. Biết rồi mà cái mấy giờ vậy chú? 2 giờ chiều. 2 giờ chiều mai. Mai rồi. Không cho không. Thằng này phần đi ba nó nằm liệt giường kìa. Chắc chắn không? Thiệt phải không? Rồi rồi thôi về đi con. Rồi, giờ đi ạ. Rồi, bà con biết địa điểm với thời gian nhận chưa? Chưa đúng không? Rồi, đợi con chút. Rồi con sẽ chia sẻ với bà con. Vào ngày mai lúc 2 giờ chiều vô công viên Đất Khánh Tây để mời bà con nhận quà. Dạ rồi ha. Bà con nhận quà xong bà con đi đường này ra con luôn. Dạ, để mình không có bị kẹt. Dạ. Rồi gửi bà con nha. Đi về đi con. Đi về. Nha. Cho má tôi thiếu bà ở nhà không bà không. Dạ đây rồi đưa ngoại em con đi. Dạ. Mấy ngày mới rảnh mình. 2 giờ chiều ngày mai. Nè con, tới luôn con. Dạ. Rồi bà con biết thời gian địa điểm chưa? Dạ. Dạ, gửi ngoại. 2 giờ chiều ngày mai. Dạ chị. Rảnh ra lên mình. Công viên đó hên tay. Bây giờ chị nhận giùm chị hồi nãy giờ mình nhận chưa? Không 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 cảm giúp em nha. Gặp mặt em mới gửi. Gặp mặt em mới gửi được. Mời chị vô đây. Vài người rồi em phát luôn được để em nói cái chỗ nhận luôn.
Rồi đây gửi chị nha, 2 giờ chiều ngày mai vô công viên đất Thánh Tây rồi, mình nhận quà. Dạ rồi. Xe lăn là bà giải quyết ở ngoài, không không nhấp chung vô đây. Toàn là lái tàu không à. Cái phần quà lần này nó không có lớn, thành ra anh đừng mời người ta ở xa, người ta đi nó không có bao nhiêu hết mà người ta tốn tiền xăng với thời gian lắm. Thành ra nếu mà cái phần quà nào lớn á thì em mới gửi cho bên đó ha, thông cảm giúp em tại nó không có lớn quá, thành ra nhưng mà mình chia sẻ cho nhiều người thôi. Rồi con mời ngoại qua đây. Bữa nào con phát nhiều con mới gặp ngoại rồi ha. Ờ, ngoại ở trong hồ. Dạ. Dạ. Rồi, đợi con chút. Rồi, đợi con chút để con chia sẻ luôn cái chỗ nhận. Rồi đậu sát rồi xuống đây luôn đi anh. Rồi mời bà con ra đây con hỗ trợ con gửi nha. Dạ. Rồi chia sẻ với bà con ha. Vào ngày mai lúc 2 giờ chiều mình vô công viên đất Thánh Tây để nhận quà giùm con. Dạ rồi. Dạ đi đường này ra con luôn. Dạ. Con gửi ngoại. Dạ. Dạ. Giờ thì nhà con bán chứ con không còn bán nữa. Dạ. Chị ấy chị bán luôn. Dạ mẹ con. Dạ ba tay ạ. 2 giờ chiều ngày mai cô vô công viên đó Thánh Tây nha. Dạ rồi. Dạ. Đây là đoàn khách du lịch đó cả nhà. Tại vì hôm nay là ngày thứ bảy á thì nói về du lịch ở bên Cù Lao An Bình á sẽ rất là đông khách trong cái khoảng thời gian mà cuối tuần như vậy. Đó. Rồi gửi bên đó cho ngoại đó không con luôn. Đậu xe đó, xuống đợi đây anh. Rồi qua đây đợi anh tí. Về lại cho người ta coi. Rồi mời con, mời bà con qua đây ạ. Dạ dạ, con mời cô qua đây. Dạ. Dạ rồi bà con. Dạ rồi. Rồi chia sẻ với bà con ha. Vào lúc ngày mai 2 giờ chiều mời bà con vô công viên đất Thánh Tây để mình nhận quà của nhà hảo tâm. Dạ rồi. Bà con biết thời gian với địa điểm rồi phải không ạ? Dạ. 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 Nè con. Rồi đợi em chút. Dạ. Dạ đây ạ, con gửi ạ. Đây. Dạ, bà con biết thời gian với địa điểm rồi phải không? 2 giờ chiều ngày mai anh vô công viên đất Thánh Tây. Rồi. Rồi mời bà con qua đây ạ. Dạ. Rồi bà con cứ đứng đi rồi để con chia sẻ cái thời gian với địa điểm mình nhận. Dạ ngày mai. Rồi bà con đợi con cái để con chia sẻ cái thời gian với địa điểm mình nhận. Rồi đi bán đi để cho nó trống chỗ này nha. Rồi đợi con cái. Rồi chia sẻ cho bà con vào lúc 2 giờ chiều ngày mai mời bà con vô công viên đất Thánh Tây để mình nhận quà. Rồi bà con nhận đường này găm con luôn nha. Dạ rồi, dạ đi đường này găm con luôn. Dạ. Dạ đây ạ. Dạ đi đường này găm con. Dạ đây ạ.
rồi đổ xe vô 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 anh, đổ xuống xe vô trong cái đường đó. Mời bà con lại đây rồi con chia sẻ về cái địa điểm mình nhận. Rồi. Rồi chia sẻ cho bà con nha. Vào ngày mai lúc 2 giờ chiều mời bà con vô công viên Đất Thánh Tây để mình nhận quà ha. Dạ rồi. Bà con biết thời gian với địa điểm rồi phải không ạ? À? Dạ rồi. 2 giờ chiều ngày mai. Dạ. Mời con lại đây con mới gặp mặt con mới gửi được. Để con kiểm tra lại cái người nhận. Thành ra là con phải gặp mặt con mới gửi được. Chắc có lẽ là chú đó nhận rồi đó chú ơi. Chưa nhận vậy là chú đó không muốn có khả năng mua được, thành ra chú ấy không có muốn nhận. Dạ đây. 2 giờ chiều ngày mai mời chú vô công viên. Công viên Đất Thánh Tây ở bên kia. Công viên Đất Thánh Tây. Đưa ngoại luôn đi chú Tây ơi. Anh này nãy anh nhận rồi. Rồi ngày mai con mời ngoại 2 giờ nha. Vô công viên Đất Thánh Tây. Bả đi không nổi rồi mai em lãnh thế hai xe là thiếu bạn thiếu bả được. Được. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Dạ 2 giờ chiều ngày mai nha. Cô vô công viên Đất Thánh Tây. Rồi, anh đợi tí. Đợi mấy người nhận luôn em chia sẻ luôn được. Dạ. Rồi 2 giờ chiều ngày mai ha. Mời bà con vô công viên Đất Thánh Tây cho mình nhận quà nha. Cảm ơn. Dạ đây ạ. 2 giờ chiều ngày mai nha. Ngày mai đã nói 2 giờ chiều mà hỏi mấy giờ nữa. Rồi mà bà con lại. Bà ấy là con nói chậm nhất có thể luôn rồi đó. Rồi cứ đợi con chút xíu. Đợi con vài người lại rồi con chia sẻ luôn. Rồi con phát luôn được. Dạ rồi. Rồi chia sẻ với bà con. Vào lúc 2 giờ chiều ngày mai mời bà con vô công viên Đất Thánh Tây để mình nhận quà. Dạ rồi. Bà con biết thời gian với địa điểm mà đúng không? Rồi. Dạ đây ạ. Dạ đây ạ. Rồi về đi con. 2 giờ chiều ngày mai công viên Đất Thánh Tây. Dạ. Rồi đứng đợi con chút xíu. Ngoại đã nhận rồi, ngoại đã nhận rồi. Có rồi, rồi xong đi. Rồi đâu luôn. Rồi đợi con cái. Đợi thêm vài người nữa rồi con chia sẻ về cái địa điểm nhận luôn. Rồi để chuẩn bị con nói nè. Mời ngoại trở lại đây luôn chú Tây ơi. Rồi, chia sẻ cho bà con ha. Vào lúc 2 giờ chiều ngày mai mời mấy ngoại với mấy chú ha vô công viên Đất Thánh Tây cho mình nhận quà. Dạ rồi. Đây con gửi ngoại. Năm nay con thấy. Dạ, năm nay con thấy ngoại yếu hơn năm trước rồi đó. Dạ. 2 giờ chiều ngày mai nha. Nè con. Biết chỗ không? 2 giờ biết công viên Đất Thánh Tây không? Ừ, 2 giờ chiều mai nha. Dạ con chào ngoại. Dạ. Ừ. Dạ đúng rồi. 2 giờ chiều mai con mời ngoại vô công viên Đất Thánh Tây nha. 2 giờ chiều ngày mai. Dạ. À, cảm ơn cậu. Dạ rồi, dạ rồi. Lạch cái phiếu xong rồi đổ ừ, mình đưa chết luôn à. Rồi mời chị qua đây ạ. Rồi đậu đây luôn chị. Đây nói cái rồi đi cho rồi đứng đó đi. Rồi mời bà con cái. Chị có lãnh phiếu không? Dạ rồi, chị đứng xác vô đây luôn chị. Ở đây chút xíu mình lãnh đi luôn. Rồi vô đây. Rồi. Đó, đây,
có dám nào nó chơi thằng con trai, tại vì nó bị lầm hồi giờ nó bị thôi cô thì con ưu tiên, con này là lụm dây chai đang bên lộ đó cả nhà. Rồi thôi con gỡ mày, bạn ngồi ngoài vậy. Rồi chia sẻ với bà con nha, vào ngày mai lúc 2 giờ chiều mời bà con vô công viên Đất Thánh Tây để mình nhận quà. Dạ rồi, bà con biết chỗ phải không ạ? Dạ dạ biết. Dạ. 2 giờ chiều ngày mai Đất Thánh Tây nha. Dạ rồi rồi để em được. Dạ, rồi mình đi bán tiếp nha chị. Dạ 2 giờ chiều ngày mai nha. Dạ. Rồi mời em đây. Dạ, ngoài mày. Trời ơi, ngoài đâu mà chở mày biết đây vậy? Mày đi xe đạp hả? Tao đi xe đạp. Rồi, đợi con chút. Từ từ, cứ từ, không gấp, không gấp. Bà con đợi con chút. Để đủ người con chia sẻ về cái địa điểm mình nhận ha, cái thời gian nhận. Bà con ai chưa nhận thì con mời lên đây à. Rồi, chia sẻ với bà con nha. Vào lúc 2 giờ chiều ngày mai mời bà con vô công viên Đất Thánh Tây để mình nhận quà. Dạ rồi. Rồi mình đi đường này ra con luôn. Dạ, gỡ ngoài nha. Rồi. Rồi cảm ơn. Dạ. Dạ đi đường này ra em luôn. Con gửi ra ngoài. Dạ. Rồi. Hôm đó. Ừ, dạ. Dạ con. Hôm dịch đó. Con tính nhà là kêu con thằng con vô. Tiếu làm gì à? Phát quà anh, phát từ thiện. Dạ. Giờ không muốn quà bắt ta được không? Bắt ta. Tại cái khu Nhật Minh mà. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Anh là ở Na Uy về. Dạ. Dạ hôm nay anh về Vĩnh Long du lịch à. Dạ. Ở Sa Đéc. Dạ Sa Đéc. Dạ. Rồi chúc anh gia đình đi du lịch vui vẻ nha. Dạ. Rồi chào anh. Dạ. Hôm đó cô tính nhà có lại mà coi ví dụ con gái của cô á. Hôm mà cô bán bánh tiêu nè. Con biết, con nhớ. Mà con biết không? Rồi sao cái con ô chịu nổi con mất. Rồi dạ. Được mới 7 tháng rồi con. Thôi con gửi cho cô một phần nha. Lộc lộc không? Tại vì nó mới có 47 tuổi à. Phải vậy. Cô đã nói với con nó có hiếu với con dữ lắm. 2 giờ chiều ngày mai nói vậy cô cũng nghĩ luôn, cô đâu có đi bán. Dạ. Rồi, thôi mình về nghỉ ngơi đi con nha. Dạ. Tại vì trong cái đợt đó nhiều bà con cần giúp quá mà con giúp không hết được. Rồi. Con đứng đây đợi chú xíu. Rồi, đậu vô đây luôn. Đậu vô đây luôn. Chú bước vô đây luôn. Đậu xuống xe luôn. Dạ rồi, mời bà con ở đây à. Dạ mình đậu xe từ từ nha, coi chừng chạy xe người ta nghe bà con. Rồi, mời bà con ra đây à. Trời ơi, chú có chiếc xe mới nữa rồi hả? Hay vậy? Rồi, dạ rồi. Rồi, mời bà con ra đây ạ. Rồi, chia sẻ với bà con. Mời bà con vào lúc 2 giờ chiều ngày mai vô công viên Đất Thánh Tây để mình nhận quà. Dạ rồi ha, bà con biết thời gian với địa điểm rồi ha. Dạ rồi. Rồi, con gửi ạ. Dạ. Dạ đúng. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. 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 Rồi. Rồi, chào bà con. Dạ. Con xin con đi với ai? Mẹ đâu? Mẹ đâu? Chú. Dạ không được. Em phải nhìn mặt em mới gửi được. Dạ. Rồi bà con lại đây ạ. À. Bà con đứng bên đây em đợi em con xíu. 500 phiếu rồi đó cả nhà. Nãy giờ mình trao là đã là 500 phiếu rồi. Mời bà con lại đây ạ. À. Đâu mẹ con đâu? Đâu? Rồi thôi về đi con. Nãy chú phát cho mẹ con rồi nha. Về đi con. Rồi, chia sẻ cho bà con. Vào ngày mai lúc 2 giờ chiều dạ. Mời bà con vô nhận quà trong công viên Đất Thánh Tây. Dạ. Dạ rồi. Rồi. Rồi gửi bà con nha. Rồi, cảm ơn. Dạ, hẹn mai gặp mặt. Dạ. Dạ đi nè. Dạ con gửi cô. Dạ con. Ừ. Dạ rồi. Chị biết thời gian với địa điểm chưa? 2 giờ chiều ngày mai trong công viên Đất Thánh Tây. Dạ. Mình nói là gì chị? Cháu mà nhà khó khăn không? Cũng khó khăn, trời, nhà luôn. Rồi lại đây chú. Dạ rồi. Rồi về đi cô. Dạ. Cho cái bà này hộ nghèo bị tai biến nằm chỗ luôn, còn là có giấy. Trời ơi, đem theo cái này luôn vậy hả? Chứ bây giờ chở bà đi bắp bự gì nè, khó đi quá à. Dạ. Ngồi bắn cầm cây gậy cản. Rồi ngày mai cô có chở được không? Hả? Được, nhà bà sát bên công viên á.
Rồi. Dạ. Rồi. Cảm ơn. Chúc chị xin nè chị, 2 giờ chiều ngày mai vô công viên Đất Thánh Tây ha. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn con anh về. Dạ rồi. Dạ, rồi cảm ơn cô. Rồi. Rồi. Dạ, rồi mai gặp mặt cô. Dạ. Em đậu xe ở đây luôn nha. Đó. Cả nhà thấy là bây giờ mình đã phát hơn 500 phiếu rồi đó cả nhà. Cả nhà thấy số lượng bà con cực kỳ đông luôn không? Mình là kiểm soát cực kỳ gắt gao, mình không để cái vấn đề mà nhận đi nhận lại được. Mình cho em miếu, miếu rồi. 2 giờ chiều ngày mai anh vô công viên Đất Thánh Tây nha. Lâu quá không? Ok. Bữa sáng tôi có một bà cụ đúng 100 tuổi phát công viên luôn. Nhưng mà có qua được không? Dạ ngày mai rồi tính. Dạ ngày mai rồi gặp mặt con tính. Chở bả rồi cậu cho ha, chứ để tụi để con xem mới được. Dạ tại vì ngày mai thì con phải xem theo cái số lượng bà con nữa. Tại vì ngày mai chắc chắn sẽ có bà con mà chưa có nhận được phiếu người ta cũng lại nữa. Thành ra là con phải xem lúc đó con mới giải quyết được. Thì bởi vậy không lãnh được cũng tội nghiệp. Bởi vậy thành giờ là bà không có đi xin này, thành mới nhớ lại tôi mới vòng lại. Thành ra là cô thông cảm. Dạ. Rồi, thôi mình về đi con. Chứ chở bà qua mà không có thì bởi vậy. Lưng khom vậy nè, 100 tuổi đúng á. Thì cũng thông cảm giúp con. Cái lượng ngày mai nó đông. Tại vì con đúng rồi. Sử dụng phiếu mới kiểm duyệt được người. Rồi bây giờ con đâu, tại vì cái nhà hảo tâm á, nhiều khi người ta nếu mà người ta có thấy bà con đông quá mà chưa nhận được, người ta phát tâm thêm á thì con mới gửi được. Còn nhà hảo tâm người ta lúc đó nhiều khi cái mức mà thiện nguyện của người ta tới cái khả năng bao nhiêu đó thì là con không phát thêm được. Đó. Okay, con hiểu ý ha. Ở bên cầu Phạm Thái Bường hai bà cụ bà chín mấy tuổi tôi chở bà đi lại. Luôn á, tại vì nhiều khi mình nhận giùm người ta không biết người ta tin mình dạ. Không. Đó rồi cái tôi nói thôi bà cụ leo lên đi con chở giùm cho. Chở bà tới tội nghiệp. Dạ rồi. Rồi, con chào luôn. Cô nha. Dạ dạ. Rồi mời chị qua đây ạ. À. Đứng đứng bên đây cho mát nè chị. Qua đây ạ. À. Dạ qua đây cho mát ạ. À. Nãy chị nhận phiếu chưa? Dạ rồi. Rồi mời bà con qua đây ạ. À. Dạ. Bà con cứ từ từ rồi con gửi. Bữa nay là bảo đảm là không gần như là đầy đủ hết cho bà con. Xe con, xe, xe. Đúng sao thì không đúng mà đúng vậy sao? Dạ dạ được. À dạ được. Dạ tại ít ít thì không sao. Dạ ít ít thì cũng được. Trời ơi. Ta về rồi. Rồi. Ngồi luôn. Rồi ngoài đi không được. Rồi chia sẻ cho bà con luôn. Vào ngày mai lúc 2 giờ chiều mời bà con vô công viên Đất Thánh Tây để mình nhận. Rồi bà con biết chỗ phải không ạ? Nè con. Đi dễ mẹ đi con. Ông nó biến tặng công đi không được có xin gì. Dạ thông cảm con gửi không được. Nè con. 2 giờ chiều ngày mai vô công viên Đất Thánh Tây. Dạ. Ở đây ạ. Rồi đậu sát vô đây luôn, rồi. Lại cọ bước xuống. Rồi, ngồi đó đi. Đã ngoài nhận rồi. Ba này nhận rồi hả? Ủa vậy ba nhận rồi hả? Nhận rồi, hồi nãy là ông kia ông trở lại rồi. Đâu rồi, ngoài kéo cái nón xuống rồi xem đi. Ờ không, ông khác. Sao nhìn ngoại giống quá. Đây con gửi ngoại nghe. Nhìn giống bi trang ngoài kia. Thôi, dạ rồi. Qua đây rồi cho bà đi tới. Rồi anh cứ đứng đi. Con mấy đứa rồi chú quên rồi. Rồi hơi lại đây. Mấy gà chưa bán bông đâu rồi? Bán được không? Qua anh đó nó nghịch tường rồi. Chào mời bà con qua đây à. Rồi chia sẻ cho bà con. Vào ngày mai lúc 2 giờ chiều mời bà con vô công viên Đất Thánh Tây để mình nhận quà ha. Rồi mình đi tới đường này luôn à. Dạ đi tới không con à. Dạ. Rồi bà con biết địa điểm nhận rồi ha. Dạ. Dạ con gửi ngoài. Tại bữa nay con phát nhiều con mới gặp đó. Rồi 2 giờ chiều ngày mai vô công viên Đất Thánh Tây nhận quà giùm con. Công viên Đất Thánh Tây hả? Dạ. Trời chạy xuống đây chị không gặp con. Dạ. Cưng cho cái gì đó dĩ đi chưa không được. Không thông cảm giùm con gặp mặt con mới gửi được nha. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ rồi. Mời rồi. Dạ
2 giờ chiều công viên Đất Thánh Tây giùm con. 2 giờ chiều ngày mai Đất Thánh Tây. Đây con gửi ngoài phiếu nha. Rồi mai gặp mặt mày. Cho cái mặt tư luôn, đụng nghiệp bác con. Con gửi rồi, con gửi rồi. Rồi, nãy con gửi rồi. Hả? Nãy là một bà là con gửi rồi. Bà thân rất thứ cô đó. Dạ đúng rồi, ở trong hẻm của ngoại đó. Dạ. Con không có chừa được. Ai tới trước? Dạ, ai tới trước con sẽ gửi. Dạ. 2 giờ chiều ngày mai ngoài. Dạ. Con không chừa được mày ơi. Bây giờ ngoại thấy là ai tới là con gửi luôn nha. Thông cảm giúp con. Thông cảm giúp con. Con không có hứa được. Đây ngoại con gửi ngoại nha. Dạ. 2 giờ chiều ngày mai ngoại vô công viên nha. Đất Thánh Tây. Dạ con mời cô lại đây ạ. À. Vô đây cô. Rồi chia sẻ với cô với em ha, vào ngày mai lúc 2 giờ chiều. Dạ. Rồi con mời cô với em vô công viên Đất Thánh Tây để mình nhận nha, 2 giờ chiều ngày mai. Rồi. Con nhận phiếu là gì? Con cho bà xin một phiếu cho dâu mà nó bệnh, chồng bệnh một lần đi đó mà nó xuống không kịp rồi, nó không có xe rồi, ngoại đi con ấy. Bây giờ ngoại thông cảm giúp con đi chứ, ngoại giờ con ưu tiên cho những ai mà đi lại nha. Rồi. Thôi thông cảm giúp con. Dạ. Thôi về nghỉ ngơi đi ngoại. Dạ. Nãy chị nhận chưa? Rồi em mời ra đây ạ. Dạ rồi, 2 giờ chiều ngày mai. Con mời cô với chị vô công viên Đất Thánh Tây ha. Dạ. Để mình nhận quà. Dạ rồi. Mình làm ơn cho chồng kiếm cái người mà có tội. Thông cảm cho con, gặp mặt con mới gửi được. Rồi rồi, vậy dạ. Cảm ơn chú nhiều nha. Dạ rồi. Dạ. Rồi, 2 giờ chiều ngày mai chị vô công viên Đất Thánh Tây nhận. Dạ. Có mặt con mới gửi được. Dạ. Dạ con chào ngoại. Trời ơi. Dạ. Rồi sao ngoại cạo đầu rồi? Giá hết bệnh. Dạ rồi. Còn ngoại hết bệnh chưa? Gớt cái nón luôn hả? Đâu rồi cái nón đâu rồi? Dạ lụm rồi phải không? Dạ rồi. Ngày mai lúc 2 giờ chiều con mời ngoại vô công viên Đất Thánh Tây để nhận nha. Đây con gửi ngoại. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ. Rồi chào mấy ngoại. Dạ. Vào lúc 2 giờ chiều ngày mai con mời ngoại vô công viên Đất Thánh Tây ha. Dạ rồi, để nhận quà. Dạ. Ngày mai 2 giờ chiều. Dạ. Khó khăn không? Này khó khăn. Rồi, 2 giờ chiều ngày mai vô công viên Đất Thánh Tây. Để nhận quà. Dưới Đình Khao. Dạ. Sáng tới giờ đó. Vậy là Đình Khao kẹt xe ở dưới vậy? Kẹt rồi. Dạ. Phải chạy chạy đường này ha, chạy đường chợ. Có một chiếc phà đâu có chịu nổi mấy cái ngày du lịch này. Không không, mới quay. Sáng giờ là hồi mà cấp thấy con chạy xuống đó là dạ. Vô xe. Cả nhà thấy thì đối với 550 phiếu á thì có thể nói là gần như là đã giải quyết những bà con ở cái khu vực gần gần ở trung tâm phường 1 này luôn rồi đó. Đây. Rồi, chị đợi em cái. Rồi, ngày mai lúc 2 giờ chiều ha. Mời chị vô công viên Đất Thánh Tây để nhận quà. Rồi, đi tới. Xe đó chị ơi, từ xe. Đúng là xe đổ ngược từ phà Đình Khao về không luôn á. Ừ. Chứ thường thường đường này vắng que. Không có đậu đó luôn. Rồi, dạ đây. Rồi, cô về luôn. 2 giờ chiều ngày mai nha. Con mời cô vô công viên Đất Thánh Tây để nhận quà. Cảm ơn con nha. Dạ rồi. Rồi mai gặp cô. Ừ. Hoàn cảnh khó khăn không? Dạ ba mẹ con không còn. Ba mẹ không còn hả? Bị bệnh hay là như thế nào? Dạ. Rồi giống như chị đậu xe đó luôn đi. Bị bệnh hả? Bệnh là bệnh Covid hay bệnh gì? Không có biết nữa, nhưng mà tại giờ con sống với ai? Dạ con bà. Rồi. Vô đây luôn con.
Dạ, mời bà con lên đây à. Dạ đây, dạ đây. Mời bà con lên đây để con chia sẻ về cái địa điểm nhận. Dạ. Tại vì bữa nay là bữa nay là em phát nhiều, thành ra là mới còn gặp mặt em. Rồi, chia sẻ với bà con ha. Vào ngày mai, mời bà con lúc 2 giờ chiều. Ngày mai 2 giờ chiều vô công viên Đất Thánh Tây để mình nhận quà. Dạ rồi. Rồi gửi bà con nha. Dạ, ngày mai. Dạ. Dạ đúng rồi, chính xác. Dạ. Cô biết địa điểm nhận quà chưa? Dạ chưa. Mới rồi. Rồi ngày mai lúc 2 giờ chiều con mời cô vô công viên Đất Thánh Tây cho mình nhận quà. Dạ rồi. 2 giờ hả cậu? 2 giờ. Dạ đây ạ. Gia đình khó khăn không con? Dạ có. Con đi với ai? Dạ con đi nên. Nãy giờ ở nhà nhận quà chưa? Dạ chưa. Rồi, thôi thì tới luôn. Dạ con cảm ơn. 2 giờ ngày mai ở công viên Đất Thánh Tây, cái đó không có gì. Dạ. Chào chị. Dạ ngày mai cô 2 giờ chiều vô công viên Đất Thánh Tây con. Dạ đúng rồi, tại thường hay người ta hay ghi trong tờ giấy, ít có ai mà phát cạc như con. Ghê. Cho ra là chạy về bên đây chạy 3 chiếc hay 4 chiếc chứ? Cái gì? Hết thùng hả? 14, 15, 2 ngày. Con chiếc một mà chạy nhanh vậy luôn hả? Chiếc thử mà, chiếc thử qua mày đi đó. À. Chiếc qua mà xe du lịch rồi mày đi xe du lịch. Trời. Anh đợi em cái, đợi ông ngoại tới rồi em chia sẻ luôn. Rồi đợi con cái. Ngoài nhận gạo hả? Ngoài nhận phiếu gạo hả? Bây giờ bữa nay con chỉ phát phiếu gạo thôi. Rồi mời bà con qua đây ạ. Dạ có ai nhận gạo không mới gửi. Vào ngày mai lúc 2 giờ chiều mời bà con vô công viên Đất Thánh Tây cho mình nhận nha. Dạ rồi. Rồi bà con biết địa điểm rồi ha. Dạ đây ạ. Dạ không cảm phải gặp mặt em mới gửi được. Bữa nay con chỉ phát phiếu gạo thôi ngoại. Dạ. Tại vì con biết ngoại ở Vĩnh Long này lâu lắm rồi nha. Dạ. Rồi chia sẻ với bà con luôn, 2 giờ chiều ngày mai mời bà con vô công viên Đất Thánh Tây cho mình nhận quà. Dạ đây. Rồi chào bà con. 2 giờ chiều ngày mai Đất Thánh Tây. Bây giờ mình còn như đây nữa là coi như là hết 600 phần rồi đó cả nhà. Đó. Mà mình nghĩ là thời điểm này thì bắt đầu cũng giãn giãn bà con bớt rồi. Dạ, đang xài hoài. Đây chị, bước vô đây. Dạ rồi, đợi con cái. Đợi con cái. Rồi con vô đây luôn. Rồi con chia sẻ với cô với ngoại nha. Dạ. 2 giờ chiều ngày mai con mời vô công viên Đất Thánh Tây nhận quà. Dạ. Con gửi à. Dạ. 2 giờ chiều ngày mai con mời cô vô công viên Đất Thánh Tây nhận quà. Dạ rồi. Rồi cô đứng đây đi, chị chạy xe qua đây luôn đi nước. Cô về luôn. Khỏi đi qua đi lại. Chạy hết được luôn rồi. Gặp du lịch là hết được luôn. Ủa sao đường rộng nó không chạy mà tôi. Có nó tính lũi du lịch hoài. Đường rộng mà không chạy mà nó chạy. Nó tính lũi du lịch hoài chị. Anh Na Uy không? Dạ anh Na Uy. Không biết. Nãy em nói rồi anh thì đó. Anh ở Na Uy. Dạ.
cái nhà thấy là chị, cái phần quà vào ngày mai á, mình trao tấm lòng của chị Mai á, là chỉ có một túi gạo 5kg thôi, mà cả nhà thấy là bà con khó khăn là lại nhận rất là nhiều, đúng không ạ? Nói chung mình cũng xót xa lắm, tại vì có nhiều bà con người ta ở xa đó, nhưng mà do là bà con đông quá thành ra bắt buộc phần quà mình phải chia nhỏ nó ra. Chứ trong cái khoảng thời gian mà tháng 7 này á, thì cũng có rất là nhiều những nhà hảo tâm mà gửi cho bà con liên tục kể từ lúc mà ngày đầu âm lịch tháng 7 á, tới thời điểm này bây giờ hình như là cũng bữa nay 16 âm lịch rồi phải không ạ? Dạ. Chú cho phiếu gạo thôi. Dạ đúng rồi. Giờ đây 2 giờ chiều ngày mai. Ở đâu đó? Con mời cô vô công viên Đất Thánh Tây. Công viên Đất Thánh Tây hả? Cô biết không? Nó cũng gần gần đây thôi. Dạ. Cô đụng ngã tư này nè. Cô quẹo trái. Cô đi thẳng lại. Công viên Thánh Tây. Đúng rồi, cô hỏi ta là ai không biết chứ, nhất là mấy người xe ôm á. 2 giờ chiều nha. 2 giờ chiều mà. Rồi đậu xe cho đó luôn anh. Đậu đậu xe sát vô nè. Rồi, chú đứng đây đợi con chút. Ngày còn câu cá không? Cá rồi, câu hết rồi, chú ăn hết ra rồi. Hết câu cá được rồi. Dạ, xếp ở đây ngoài cho mát mà. Rồi, đợi em chút, đợi em chút. Anh muốn nhận gạo hả? Rồi, đậu sát vô. Rồi, chia sẻ cho bà con nha. Rồi con đợi ba người lại cái nữa rồi con nói luôn được. Rồi chị đứng đợi em chút. Rồi chia sẻ với bà con vào lúc 2 giờ chiều ngày mai, mời bà con vô công viên Đất Thánh Tây để mình nhận gạo. Dạ. Dạ. Này là tấm phiếu nha. À, mai cầm vô. Nãy anh nhận chưa? Chưa hay không coi. Dạ, 2 giờ chiều ngày mai mời bà con vô công viên Đất Thánh Tây cho mình nhận gạo ha. Cảm ơn chị. Dạ rồi. Dạ đây. 2 giờ chiều ngày mai Đất Thánh Tây. Dạ. Trời ơi. Tại giờ con phát cả tiếng rồi mới gặp cô luôn á. Rồi. Chị chia sẻ cho bà con luôn. 2 giờ chiều ngày mai mời bà con vô công viên Đất Thánh Tây cho mình nhận gạo. Dạ. Cảm ơn chị Minh. Dạ cả tiếng hồi mới gặp chị dạ. Rồi. Đây đây ngoại ngồi đi ngoại. Ngồi. Dạ con gửi ngoại nha. Cảm ơn nhiều nha. Dạ rồi, 2 giờ chiều ngày mai nha ngoại. Ở đâu? Công viên Đất Thánh Tây. 2 giờ hả chị Minh? Dạ. Dạ đây, con gửi. 2 giờ chiều ngày mai. Công viên Đất Thánh Tây. Dạ rồi. Rồi bà con cứ đứng đây. Cái con tới rồi. Dạ tới đây con. Dạ rồi. Rồi đợi con cái, Dạ, đợi con cái. Dạ. Rồi chia sẻ cho bà con nha. Vào lúc 2 giờ chiều ngày mai mời bà con vô công viên Đất Thánh Tây để mình nhận gạo. Dạ. Dạ, nay lại con phát nhiều nè. Dạ 2 giờ chiều ngày mai chú vô công viên Đất Thánh Tây á để nhận gạo. Dạ. Chỉ còn một phiếu cuối cùng thôi cả nhà ơi. Không, em gửi ngoài này. Dạ, đợi con chút, đợi con chút. 2 giờ chiều ngày mai Đất Thánh Tây nha. Cái lụm với cha được không ngoại? Đây con gửi ngoại nha, 2 giờ chiều ngày mai vô công viên Đất Thánh Tây để mình nhận gạo nha. Dạ rồi. Rồi. Dạ thông cảm giùm em. Dạ rồi. Rồi thôi về nghỉ ngơi đi cô. Con hết rồi nha. Dạ. Dạ thông cảm giúp con. Thông cảm giúp con hết rồi. Dạ. Dạ được rồi, để em vô em muốn. Dạ rồi cả nhà ơi, thì sau khoảng coi như là cũng 2 tiếng rồi ha, thì mình đã trao xong cái tấm lòng của chị Mai bằng những tờ phiếu. Thì vào ngày mai chắc khoảng tầm 11-12 giờ gì đó thì gia đình của chị ấy sẽ từ Đồng Nai, chị ấy bao xe để xuống ở Vĩnh Long để chính tận tay trao những cái phần quà đến cho bà con khó khăn. Thì ngày hôm nay mình làm cái clip này để cho cả nhà cảm nhận được rằng là cái số lượng bà con khi lại nhận phiếu ra sao, như thế nào, cũng như là mình
để cho cả nhà có thể thấy được về những cái hoàn cảnh của bà con rất là rõ ràng, đúng không ạ? Là như vậy đó. Thì vào ngày mai hẹn cả nhà vào lúc buổi chiều mình phát, buổi tối mình lên clip, thì là chắc là ngày sáng ngày ngày mốt, sáng ngày mốt của cả nhà thì cả nhà sẽ xem được cái video thiện nguyện với tấm lòng của nhà hảo tâm chị Mai ở Mỹ về Đồng Nai và đi ngược xuống Vĩnh Long để trao đến bà con khó khăn. Một lần nữa thì cảm ơn anh chị em cô chú bác rất là nhiều đã bỏ thời gian theo dõi video của Khương Nhật Minh. Khương Nhật Minh chúc anh chị em cô chú bác xem video vui vẻ, có thêm nhiều cái niềm vui từ những cái video thiện nguyện cùng với mình. Hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Chào tạm biệt cả nhà.